Cửa hàng Nông Cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng. Địa chỉ ở cửa hàng thôn 1 Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận. Số điện thoại 0932871994. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo nhé. Bên em có sức khỏe toàn quốc, khách hàng muốn xe máy thì mình tham khảo qua Zalo số điện thoại để bên em gửi mẫu máy qua cho mọi người tham khảo nhé. Thì ngày hôm nay thì bên em sẽ lên cho mọi người tham khảo một lô máy cơ xích. 12 máy cơ xích đã được dọn nổ đẹp long lanh. Máy Nhật mới căng xà beng luôn. Rất là mới, rất vip luôn nhá. Rồi có 3 con máy thanh lý giá rẻ cho mọi người. 3 loại luôn. Thì đầu tiên em thanh lý cho mọi người cái máy đầu máy xịt này. Đây là một cái đầu máy xịt áp lực dòng một ngựa tiêm 2 nhá. Hàng đốc có sử dụng tại Việt Nam nhá. Cái đầu này thì tình trạng thì em thấy người ta là người ta bảo là cái này hồi xưa nó bị tung ren, người ta hàn lại này, người ta đang xài này. Nên giờ người ta đổi một con khác ấy. Đó, thì em thâu lại cho người ta cái này không? Thì vẫn là nước bình thường hết nhá. Đó. Phốt lúc bề hút rất tốt này. Đó. Nghe tiếng là biết đấy. Đó. Rồi, thì cái đầu tiêm 2 này đang hoạt động bình thường. Cái đầu không này thì bên em cái buli này có vết đấy này. Cái này người ta dùng một bên thôi. Đó. Cái đầu này thì bên em bán cho mọi người với cái giá là 300 ngàn nhé. 300 ngàn cái đầu này. Đó. Về là dùng được luôn thôi. Đó, còn mọi người kỹ mọi người hàn này này. Đấy, chiều nhiều khi nó bị xì ấy. Chắc là có thể người ta xì người ta mới đổi. Đó, tại vì vết hàn mà. Rồi 300 ngàn. Khách hàng nào có nhu cầu mua thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 để hàng nhé. Đấy là một cái đầu xịt. Rồi tiếp theo là con máy cưa này. Máy cưa giá rẻ nữa. Con máy cưa này là một con máy cưa Trung Quốc này. Máy Trung Quốc nhá, giật trợ lực luôn. Con này thì như mới luôn này. Chưa anh nhỉ? Nói chung là đang nổ hoạt động tốt. Đồ đạc còn như mới, làm trên giấy sơn. Đó. Xích là mới xài được khoảng rúa được khoảng 3 lần. Xích 325 nhá. Lam này lam tổng chiều dài là 60, phần cắt là còn 50. Xích là xích chung 325. Đó. Cái con này thì như máy mới luôn. Đó, này, dây giật. Đấy, giật cái nó kẹt nổ đấy. Thì nói chung là máy này thì em bao nổ mọi người yên tâm nhá, đảm bảo cho mọi người là về là sử dụng luôn. Đó, nhưng mà Trung Quốc thì độ bền nó không cao bằng Nhật thôi. Đó. Thì giá thành nó rẻ, như mới mà, đồ như mới luôn này, em khui cho mọi người xem. Con này người ta không dùng bao nhiêu hết, cái máy Trung Quốc á thì người ta ít dùng, em mua máy Trung Quốc dùng nhưng người ta lại quá ít dùng nên đâu mà bán. Đó, đổi con khác. Đó, đổi cho máy Nhật, máy nhỏ hơn. Tại con này to nha, con này tới 52cc nha, máy lớn nha, máy trung chứ không phải là máy nhỏ, nên nếu có khách hàng mà mua xài gia đình thì con này thì lại hơi to. Còn anh em mà cắt cây to thì mua này khỏi suy nghĩ. Con này thì bên em bán cho mọi người với cái giá là 700 ngàn nhé. Khách hàng nào có nhu cầu mua thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 này nhé, giá 700. Rồi tiếp theo đến một con máy xăng Yokohama này. Đó. Yokohama dưới 60 năm số năm nhé. Làm theo tiêu chuẩn của Nhật Bản nhé. Đó, không có ta mở này. Đó. Ga này. Ga yeah, có này, có xăng. Con này thì tình trạng máy là còn đang hoạt động rất là bình thường hết nhé. Không một lỗi là gì. Đó, giật là đổ thôi. Máy xăng 5,5 đã đổ ngon lành. Đó, đang đổ bình thường. Nói chung con này em cũng là hàng Việt Nam dùng rồi này. Con này Việt Nam dùng rồi, em đổ người ta này. Nhưng mà máy này thì em kiểm tra thì đang đổ bình thường. Con này thì bên em đầu máy xăng này thì bên em bán cho mọi người với cái giá là 900 ngàn nhé. 900 ngàn. Khách hàng nào có nhu cầu mua thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 này nhé. Một con máy xăng 5,5 ngựa, giá 900 ngàn. Rồi tiếp theo là máy cưa nhé. Lô máy cưa thì mã thì bên em ghi là mã E nhé. Từ E1 đến E12 này. Máy thì toàn tuyển chọn thôi. Mọi người nhìn này. Echo, Shinway, Hitachi này. Komatsu. Dòng Hu365 rồi này. Có một cây Hu365 nhé. Marusama. Tanaka. Rồi thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho mọi người con E1 trước nhé. Lô E thì em cứ quay từ E1 đến E12 nha mọi người. E1. E1 này là một con cưa xích Tanaka PMS 290. Một con cưa xích Tanaka của Nhật Bản, mã là E1, giá bên em bán là 1,8 triệu. Con này thì 30cc, nặng đầy đủ lam xích là 3,6 cân, lam này lam ngắn nha mọi người. Lam này phần cắt là 25, tổng chiều dài là 30. Nhưng mà cái con này rất là mạnh, mọi người có thể đổi sang lam dài 40, phần cắt 35 vẫn được nhé. Lam như thế này vẫn được. Nói chung là cái nhu cầu đổi thì tùy theo khách hàng, có nhu cầu dùng thì đổi, còn không cứ để ngắn ngắn xài cho sướng. Con ta mở ra. Còn cách sử dụng rất là đơn giản nhé. Đây là bình đựng nhiên liệu xăng pha nhớt, còn bình này được nhất thải bôi cho lam xích nha. E gió này. Khi mua hàng thì bên em sẽ tặng kèm cho một người cái vỏ chụp lam là 1 này, cái rũa là 2 này, cái tip mở là 3 này. Con máy nào cũng vậy, em sẽ tặng cho 3 món đồ nhé.
Và đặc biệt là máy này thì bên em sẽ bảo hành 3 lột lòng 12 tháng cho khách hàng về xài thử 3 hôm. Nếu tình trạng máy mà trục trặc hoặc là muốn đổi lớn nhỏ mà muốn mình có nhu cầu muốn đổi ấy, thì bên em sẽ hỗ trợ đổi trong 3 ngày đầu không lỗ, không mất phí. Còn chỉ mọi người chỉ mất tiền phí ship, phí vận chuyển gửi đi gửi lại thôi. Còn nếu mà để quá thì mọi người phải chịu lỗ nhá. Tem logo cửa hàng em nhé. Có số điện thoại, nếu khách hàng nào mà có nhu cầu mua thì cứ liên hệ qua số điện thoại luôn. Có Tanaka PMS290. Tay cụt dòng này hai ốc xi lan lớn luôn. Mọi người nhìn chân 8 ly luôn nhá. Rất là cứng chắc nhá. Đó, M1 con này bên em bán với giá là 1.800.000 bao ship tận nhà. Khách hàng nào có nhu cầu mua thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871991 hàng nhá. Rồi tiếp theo đấy con E2. Con E2 là một mẫu cưa Hitachi đời mới nhá. Hitachi CS35EC. Em ơi. Con này thì hàng chủ của Nhật Bản, công suất lớn nha. Con này là con Hitachi công suất lớn 33.4cc. Đầy đủ lắm, xích này nặng khoảng 3.6 đến 3.8 nhá. Máy rất là đẹp luôn. Con tắt mở này. Bơm phụ này, e gió này. Đây là bình đựng nhiên liệu xăng pha nhớt, còn bình này đựng nhất thải 405 xích nhá. Mua hàng thì bên em vẫn tặng kèm cái rũa rồi cái chụp lam và cái đồ mở buji nhá. Lam thông máy con này là lam 42, phần cắt là còn 35. Xích sử dụng là xích chung 91, đặc biệt là con này em ráp xích mới rồi. Con này bên em ráp xích mới thì mọi người yên tâm về là dùng luôn nhé. Sử dụng tăng xích ở trên lam này luôn nhé. Nó xích mới. Máy móc nguyên zin rất đẹp. Hitachi sẽ là làm hai ốc xi lan luôn. Máy rất là sáng. Đó, tem bảo hành của cửa hàng. Đó. Rồi. Khách hàng nào có nhu cầu mua thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 này nhé. Bên em xuất hàng Hàn Quốc, bao ship tận nhà nhé. Rồi tiếp theo đến con E3. Con E3 này là mẫu tay dài này. Đấy, hai con tay cụt là E1, E2. Đến tiếp theo là bốn con E3, E4, E5, E6 là bốn mẫu cưa tay dài mini. Bốn con này thì đều nặng tầm khoảng 4 cân nhé. Công suất thì 30 đến 33cc. Rồi, thì em sẽ giới thiệu con E3 trước này. Con E3 này thì bên em bán với giá là 2 triệu này. Con này là con cưa xích Tanaka ECS3359, một con cưa xích của Nhật Bản 33cc, nòng 37 ly. Đó. Con này thì sử dụng lam 42, xích sử dụng là xích chung 91 xích mới nhé. Tăng xích ở lam nhé, tăng xích ở lam luôn. Máy rất đẹp luôn nhé. Hàng nguyên zin. Con này thì có bơm phụ này, e gió này. Đây là bình đựng nhiên liệu xăng pha nhớt, còn bình là đựng nhất thải 405 xích nhé. Công tắc tắt mở của máy này. Đó. Ga, chế độ hỗ trợ ga nhé. Con này thì nòng 37 ly 33cc. Máy bên em bảo hành bao lâu nòng 12 tháng. Tặng kèm 3 món đồ như em nói trong video lúc đầu đó, thì con nào cũng như vậy thôi. Em sẽ tặng kèm 3 món đồ cho mọi người tâm. Và đặc biệt là những con máy này là bên em đã dọn nổ, test nổ hết rồi. Nhận hàng mọi người được quyền test nổ, kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi thanh toán, thì mọi người yên tâm nhé. Mình phải kiểm tra trước khi thanh toán. Dòng máy móc là vậy, phải cho nổ lên đã rồi mới thanh toán. Rồi Tanaka ECS 3359. Con này thì E3 bên em bán với giá là 2 triệu bao ship tận nhà nhé. Cũng sử dụng bơm phụ e gió, đây là bình đựng nhiên liệu xăng pha nhớt, còn mình là đựng nhớt thải 405 xích nhé. Rồi con E3 2 triệu. Rồi tiếp theo là con E4. Con E4 này thì bên em bán với giá là 2 triệu luôn. Con này con Echo 3000. Echo 3000 nhé. Đó. 3000 là đời mới, đời 4 số. Đó, công tắc tắt mở của máy này. Đó. Đây là bình đựng nhớt thải 405 xích, còn mình là đổ xăng pha với nhớt đây. E gió này, bơm phụ này. Cứ ấn bơm phụ lên khoảng ấn 5-6 lần kéo e gió ra. Đó, rồi giật 2-3 cái nó nổ 1 tiếng thì đẩy e gió lại rồi giật lại là dùng thôi. Lam thông máy dài 35, tổng chiều dài 35, phần cáp từ thân máy ra là có 30. Xích sử dụng là xích 25. Khi mua hàng tặng kèm cho mọi người cái rũa để rũa xích, xích này xích bãi. Rũa xích rồi một cái vỏ lam rồi một cái tiếp mở nhé. Máy bảo hành bao lâu nòng 12 tháng. Cho về xài thử trước 3 ngày. Đó. E4 giá bên em bán là 2 triệu bao ship tận nhà nhé. Rồi tiếp theo con E5. Con E5 này bên em bán với giá 2 triệu luôn. Con này thì lam dài hơn một xíu. Con này lam 42, phần cắt là còn 35. Xích là sử dụng xích chung 91 nhé. Mọi người nhìn, máy móc là nguyên zin luôn. E gió này. Đó. Con này thì đây là bình đựng nhiên liệu xăng pha nhớt, bình đựng nhất thải này, công tắc tắt mở này. E đây, kéo E ra, giật nó nổ 1 tiếng để E vào là dùng. Đó. E5, bên em bán với giá là 2 triệu. Con này là con Hitachi, sử dụng 2 ốc xích lam lớn. CF35EB nhé. Máy móc là nguyên zin, được bảo hành bao lâu nòng 12 tháng. Tặng kèm 3 món đồ. Đó. Về xài trong 3 ngày, nếu mà có lỗi thì mình đổi sang con khác thoải mái, không chịu lỗ nhé. Rồi tiếp theo con E6. Con E6 là một con Maruyama đời mới, Maruyama CSR310S. Một con Maruyama đời mới giật trợ lực nhé. Giật trợ lực này, bơm phụ này, công tắc tắt mở này, e gió tự động này. Con này một con Maruyama đời mới, xài rất là ngon luôn. Con này thì bên em bán với giá là 2 triệu 3 nhé. Đời cao thì giá thành hơi nhỉnh thêm một chút nhé. Lam thông máy dài 42, phần cắt là còn 35. Xích sử dụng là xích chung 91, xích bãi về phải dối bán nhé. Mua hàng bên em sẽ tặng kèm 3 món đồ, vỏ lam, tiếp mở và rũa. Khách hàng nào có nhu cầu mua thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 là hàng nhé. Những con tay dài này thì nặng tầm khoảng 4 cân nha mọi người. Làm xích đầy đủ là khoảng 4 cân nhé. Đấy, 4 con này này. Đó. Rồi, tiếp theo đến con E7 này. Con E7 này một con Echo 331 nhé.
ECHO 331. Con 331 này thì 33,4cc ECHO tay dài. Nó công suất nó lớn hơn 4 kia chút. Đó. Thì con này cũng hàng của Nhật Bản luôn. Làm cho máy dài 42 xích, sử dụng là xích 25 nhé. Đó. Xích bãi về du lịch là dùng. Mua hàng bên em tặng kèm 3 món đồ luôn. Con này thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Đây là bình đựng nhiên liệu, xăng pha với nhớt. Còn bình này đựng nước thải bôi trơn lắp xích này. Hai bình áp to áp nhỏ này. Công tắc đã mở đây nhé. Đó. Rồi e gió đây. Đó, mình đổ xăng nhớt đầy đủ, kéo e gió ra, đẩy công tắc lên. Giật khoảng 3-4 cái máy nó nổ lên 1 tiếng là nó tắt, thì là gọi là đủ xăng nó tắt. Thì mình đẩy lại, rồi mình giật lại để dùng thôi. Cái nguyên lý hoạt động của cái e này là mình kéo e ra để cho nó đóng gió vào để cho nó lên xăng. Đó, thì khi nó lên rồi thì mình đẩy lại. Đây là con E7, thì bên em bán với giá là 2.200.000 đồng bao ship tận nhà. Con này thì nặng hơn nhé, to hơn thì nặng hơn. Con này tầm khoảng 4.5 nhé mọi người. Khách hàng nào có nhu cầu mua thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871991 hàng nhé. Nhân hàng kiểm tra hàng tất đồ thoải mái trước khi thanh toán. Rồi tiếp theo đến con E8, một con E8 là con đời mới nhé. Mẫu cơ xích Shinoway SD hàng K35 nhé. Mẫu K35, này thì là nòng 40mm, 35,2cc, lam này lam 4 phần tổng chiều dài lam nha, là 48, một phần cáp tính từ thân máy ra là 40 nhé. Xích sử dụng là xích chung 91, xích bãi về dô bán là dùng. Khi mua hàng bên em sẽ tặng kèm đầy đủ 3 món đồ: vỏ chụp lam, rũa, đồ mở buji. Con này là con nòng đứng buji nằm trên rất là ổn định và nhạy nổ nhá. E gió đây. Đó, cũng mở công tắc lên, kéo e gió ra, giật khoảng 3-4 cái máy nó nổ lên 1 tiếng thì mình đẩy lại là dùng thôi. Đây là bình đựng nhiên liệu, xăng pha với nhớt, của mình này được nhất thể bôi trơn lam xích nhá. Đây là con E8 bên em bán với giá là 2.600.000 bao ship tận nhà, bảo hành bao lâu nòng 12 tháng. Rồi tiếp theo đến con E8, con này con E8. Tiếp theo con E9 này. Con E9 là bên em bán với giá là 2.3 triệu. 2.3 triệu là một con cưa xích Hitachi công suất lớn mà giá rẻ. Công suất lớn nhà con này CS 45E này. 45cc rất là mạnh này. Lam thông máy dài tổng chiều dài là 55, phần cắt là còn 50, xích sử dụng là xích chung 35 nhé. Đặc biệt là lam đầu tinh này, lam trượt luôn nhé. Lam zin theo máy luôn, lam đầu nhọn. Xích 35, xích còn như mới. Đó. Con Hitachi này thì mình đổ xăng vào trong cái bình nắp to này nhé. Đổ nhớt thải vào trong bình nắp nhỏ này. Công tắc đẩy lên, kéo e gió này. Đó. Rồi, giật khoảng 4-5 cái máy nó nổ lên 1 tiếng thì mình đẩy e gió lại. Và mình giật lại là dùng thôi. Đó, cách sử dụng rất là đơn giản, Hitachi đầy đầu. Con này thì nặng đầy đủ lam xích này nó khoảng 5.5 đến 6 cân nha mọi người. Con này thì bên em bán với giá là 2.300.000 đồng, mã là E9. Khách hàng nào có nhu cầu mua thì gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 hàng nhé. Thì mua hàng bên em vẫn tặng kèm 3 món đồ: vỏ chụp lam, rũa, buji, tiếp mở buji. Rồi tiếp theo đến con Komatsu RE 3500EZ, một con mã là E10. E10 thì bên em bán với giá là 2.700.000 này. Con này là một con đời mới, đời 4 số. Đời của Nhật Bản, Komatsu là thương hiệu đẳng cấp rồi mọi người yên tâm. Rất trợ lực này, đời mới đời 4 số này, bơm phụ này, e gió này. Chúng ta mở máy này. Lam trong máy là lam nhông 48, phần cắt là còn 40, xích sử dụng là xích 25 nhá. Xích này thì còn khoảng 90%. Khi mua hàng bên em tặng kèm cho cái rũa về rũa bén là dùng thôi. Cái rũa và tiếp mở buji. Đấy, buji nó nằm trong này. Đó, rồi cái vỏ chụp lam nữa. Cái bình nắp to này, nắp to là đựng xăng pha nhớt, còn nắp nhỏ này đựng nhớt thải bôi trơn lam xích nhá. Komatsu RE 3500 bên em bán với giá là 2.700.000. Mã là E10. Khách hàng nào có nhu cầu mua thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 này hàng nhé. Rồi tiếp theo đến con E11 này. Con E11 này là một con Shinoway tầm trung. Con Shinoway 1039S. Con Shinoway 1039S này thì nòng 40mm 39cc. Mã E11 bên em bán với giá là 3.500.000 đồng nhé. Con này thì lam theo máy là lam 50. Đấy, lam 16 in này. Lam 50 là phần cắt là còn 40 thôi nhé. Hai ốc xi lan. Dòng tầm trung mà có giật trợ lực nhé. Đó, nòng 40 ly 40cc mà giật trợ lực luôn. E tự động luôn. Công tắc đã mở máy này. Đó, tên máy này. Máy cơ xích Shinoway E1039S. Hàng chủ của Nhật Bản nhé. Con này thì bên em bán với giá là 3.500.000 đồng. Mã là E11. Khách hàng nào có nhu cầu mua thì gọi trực tiếp vào số điện thoại 0932871994 này nhé. Bên em có xếp hàng toàn quốc, bao ship tận nhà nhé. Rồi tiếp theo đến con E12. Con E12 là một con là máy cưa xích Thụy Điển dòng HU365. Con này thì thực tế là lâu lâu em mới có rồi chứ không có nhiều. Đó. Con này thì tình trạng của máy nhé, em kiểm tra nhé. Là cái nắp chụp bôi bên trong con này. Đó. Là nắp lô này. Đã thay lô rồi này. Bình xăng con, bộ chế gọi là bộ chế hỏa khí bên trong ấy, là đã thay mới. Đó. Thay hàng zin 3, hàng xịn xò luôn. Đó. Còn em kiểm tra máy thì em không có bung, nhưng mà nòng này, nòng zin hết này. Đó. Em tháo bô ra thì kiểm tra piston còn đẹp nguyên, còn suy nghĩ. Nói chung là chất lượng bộ ruột nó em thấy còn rất là ok luôn nhé. Con này thì bên em đã thay bộ lam xích mới này. Em ráp bộ lam xích mới vào cho mọi người luôn. Đó. Dòng HU365 thì mọi người khỏi phải suy nghĩ về chất lượng. Đó. Dòng này là dòng công suất lớn 65cc. Đó. Nòng 48mm. Nặng đến khoảng 7 cân nhé, 7 cân 7 cân rưỡi nhé. Đó. E gió này. Đó. Rồi công tắc tắt mở này. Đó.
Dòng Vua 65 này dành cho anh em ở ngoài Bắc này, chuyên dùng luôn, chuyên dùng 65 luôn. Đó. Con này thì mã là E12, giá bán 5.500.000 đồng. Khách hàng nào cũng nhu cầu mua thì gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871942 nhé. Bên em có xếp hàng toàn quốc, bao ship tận nhà, nhận hàng, kiểm tra hàng. Ngoài thì mình đặt cọc, có địa chỉ về hàng nhé. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người xem video nhớ chia sẻ video, ấn đăng ký kênh, ấn like video ủng hộ em nhé.